Tôi cảm ơn các anh nhé, các anh đã giúp đỡ gia đình của tôi ông được sạch sẽ ấy, được hoàn toàn được sạch sẽ rồi thì tôi xin cảm ơn gia đình, tôi xin chân thành cảm ơn một lần nữa. Đấy. Và cũng đó, xin phép là không được cũng đó dọn sạch sẽ hết cho gia đình rồi. Thank you.
đây cứ phơi cỏ đây để đốt, thế là nó lấy cả cái nặng, thế mà mãi về sau đến hôm vừa rồi nó lại mang đến nó xả cho nó lại vứt vào trong sân vào đây để móc quá thì không gì đâu.
Thank you.
Thank you.
Đây cho nó
xong rồi anh cắt tiếp. Thank you.
Thank you.
Thế cảm ơn các anh nhé, các anh đã giúp đỡ gia đình nhà tôi đang được sạch sẽ ấy, được hoàn toàn được sạch sẽ rồi, thì tôi xin cảm ơn gia đình, tôi xin chân thành cảm ơn một lần nữa. Vâng. Thế và chúng cháu xin phép là công việc chúng cháu đã dọn sạch sẽ hết cho gia đình rồi. Vâng, chúng cháu xin phép rồi.